Xin chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình không review phim mà sẽ review về một siêu thị mẹ và bé lớn nhất Lào Cai. Nhìn qua thì đơn giản nhưng siêu thị bé yêu 232 Hoàng Liên ở Lào Cai cái gì cũng có, mà lại bán rẻ nữa. Như vậy ai chơi, hi hi. Chuyện là nhân viên ở đây rất nhiệt tình và dễ thương. Siêu thị bé yêu đúng thật cái gì cũng có, hàng hãng xịn sò mà giá lại yêu thương. Chúng ta cùng đi một vòng tìm hiểu thêm nhé. Đầu tiên là kệ bỉm sữa dài vô cùng tận, đủ các loại trên đời. Thấy bảo siêu thị bé yêu cam kết bỉm sữa không lợi nhuận. Mình mà ở Lào Cai thì ngày nào mình cũng đi mua. Tiếp theo là kệ đồ ăn dặm cho bé, toàn hàng sách tay xịn sò. Đi nhanh qua quầy thiết bị công nghệ cao, hãng Phát, Moa bé bé, Ecomo, Ubat vân vân. Mấy cái này bán cũng rẻ hơn các chỗ khác ở Lào Cai. Các bạn đang nhìn thấy là khu tầng 3, chỗ này đủ các loại xe đẩy, ghế ăn dặm, nôi, cũi, xe tập đi, vân vân, nhiều lắm luôn. Xịn nhất là cái hãng combi của Nhật Bản, rẻ thì có hãng Matella. Các mẹ muốn biết thêm chi tiết thì cứ qua siêu thị bé yêu 232 Hoàng Liên nhé. Hôm nay mình chỉ review tới đây thôi. Link mua hàng các bạn mở tin nhắn ra mình đã gửi vào điện thoại của các bạn rồi đó. Công nghệ AI bây giờ kinh lắm. Hi hi.